Liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy dành cho các hộ gia đình ở cao tầng, thì mới đây các chuyên gia an toàn cháy nổ tại Israel đã sáng chế ra một chiếc ba lô có thể cứu người trong trường hợp xảy ra cháy lớn tại các tòa nhà. Với hình dáng trông chẳng khác gì một chiếc ba lô bình thường, thế nhưng mà ý tưởng mang tính cách mạng này thì có thể cứu sống chúng ta trong những tình huống rất là nguy cấp. Vâng, và sản phẩm là sự hợp tác của các chuyên gia đến từ lực lượng cứu nạn, các trường hợp khẩn cấp và quân đội Israel. Hệ thống đã được thử nghiệm bởi các phòng thí nghiệm độc lập như là Gravitech và Viện Tiêu chuẩn Israel. Được đặt tên là Sky Saver, sản phẩm là một chiếc ba lô với hệ thống dây có thiết kế đặc biệt, cho phép người dùng trèo từ tầng cao của tòa nhà xuống mặt đất một cách an toàn. Khi sử dụng, người dùng chỉ cần đeo nó lên vai, vòng dây an toàn qua ngực và chân, mắc dây vào một cái móc đã được lắp sẵn ở phía trên cửa sổ, sau đó từ từ leo xuống như người nhện. Khi đám cháy xảy ra, bạn chỉ cần đeo chiếc ba lô Sky Saver đúng quy cách, rồi khóa một đầu dây vào một vị trí cố định, rồi thả người trượt xuống đất qua đường cửa sổ. Sky Saver bề ngoài trông giống như bất cứ một chiếc ba lô thông thường nào, nhưng nó có thể cứu người trong những trường hợp khẩn cấp. Nó có thể được sử dụng cho trẻ em cân nặng tối thiểu là 25 kg. Với tốc độ an toàn khi di chuyển theo chiều thẳng đứng là 2 m/s, chiếc Sky Saver có thể mang theo một người có trọng lượng lên tới 130 kg. Chiều cao tối đa của dây cáp để trượt xuống mặt đất là 80 m. Hiện chiếc ba lô đặc biệt này được bán với giá từ $749, bao gồm ba lô, móc an toàn và cáp chống cháy.